Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Châu Phi cần xây dựng 18.000 km đường sắt vào năm 2040. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ai Cập Kamal El-Wazir ngày 7 tháng 3 cho biết Châu Phi cần xây dựng khoảng 18.000 km đường sắt vào năm 2040, đồng thời nói rằng nỗ lực này đòi hỏi các khoản đầu tư rất lớn trong bối cảnh Châu Phi đang thiếu các dự án vận tải đường sắt. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị đường sắt cao tốc thế giới diễn ra ở thành phố Marrakech, Morocco, ông El-Wazir cho hay Châu Phi đang thiếu hụt các dự án vận tải đường sắt xuyên biên giới vì lục địa này chỉ chiếm 5% tổng số tuyến đường sắt trên thế giới. Ông El-Wazir lưu ý việc thiếu các dự án vận tải đường sắt gây ra những thiệt hại kinh tế rất lớn và tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của Châu Phi. Người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập cho rằng hội nhập ở lục địa Châu Phi không thể tách biệt khỏi sự phát triển của mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt các tuyến đường sắt cao tốc. Hồi tháng 12 năm 2022, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi chỉ ra rằng lục địa Châu Phi cần một dự án quốc tế chính thức để phát triển cơ sở hạ tầng. Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken bên lề hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tây tháng 12 2022 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống El-Sisi cho biết một dự án như vậy nhằm phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng của Châu Phi đòi hỏi phải huy động các nguồn lực và sự hỗ trợ từ các nước. Ông El-Wazir ca ngợi việc kích hoạt Hiệp định Thương mại Tự do lục địa Châu Phi vào tháng 1 năm 2021 như một cột mốc quan trọng trên con đường hội nhập nội châu lục. Theo ông, đây được xem là một cơ hội thực sự để các nước châu Phi tự do hóa hơn 90% mức thuế quan và đạt được tăng trưởng kinh tế cao hơn. Thỏa thuận này có thể giúp tăng tỷ lệ thương mại nội khối châu Phi, hiện chiếm chưa đến 15% tổng thương mại của châu lục. Châu Phi có tổng dân số gần 1,2 tỷ người với tổng sản phẩm quốc nội GDP vào khoảng 2.500 tỷ Mỹ Kim. Giới chức quân sự Nga cho rằng Ukraine mất 11.000 quân trong một tháng. Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết số lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu trong tháng 2 đã tăng 40% so với tháng 1, vượt 11.000 người. Bộ trưởng Shoigu ngày 7 tháng 3 cho biết trong cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga, nhân sự của lực lượng vũ trang Ukraine đã hứng chịu tổn thất đáng kể. Chỉ riêng trong tháng 2, thương vong đã tăng hơn 40% so với tháng 1 với tổng cộng hơn 11.000 quân nhân. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Bộ trưởng Shoigu cho hay lực lượng vũ trang Nga sẽ ưu tiên bảo vệ tính mạng và sức khỏe của các quân nhân cũng như thường dân, đồng thời tiếp tục thực hiện các sứ mệnh trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông nhấn mạnh nỗ lực của phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine nhằm bẻ gãy sức mạnh quân sự Nga đã không thể dẫn tới những thành tựu cho Kiev trên chiến trường. Tuy nhiên, giới chức phương Tây cho biết họ không đồng tình với con số thương vong của Ukraine mà Bộ trưởng Shoigu đưa ra. Trái lại, theo họ, khoảng 20.000 đến 30.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương trong các trận chiến ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine kể từ mùa hè năm ngoái. Họ cũng tin rằng nhóm lính đánh thuê Wagner, lực lượng dẫn đầu các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Bakhmut, đang thiếu nhân lực và trang bị nghiêm trọng. NATO tuyên bố đạt bước tiến trong kết nạp Phần Lan, Thụy Điển. Tờ Reuters đưa tin Tổng thư ký NATO nói ông thấy một số tiến bộ trong nỗ lực gia nhập liên minh của Phần Lan và Thụy Điển trước thềm đàm phán với Ankara. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong chuyến thăm Thụy Điển ngày 7 tháng 3, chúng tôi đang đạt tiến bộ, thêm rằng hoàn thiện tư cách thành viên của hai nước Bắc Âu là ưu tiên hàng đầu. Stoltenberg cho biết Thụy Điển đã thực hiện thỏa thuận ký với Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái nhằm mở đường cho nỗ lực gia nhập NATO. Bình luận của người đứng đầu NATO được đưa ra trước thềm vòng đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Bắc Âu tại trụ sở liên minh ở Brussels ngày 9 tháng 3. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã đình chỉ đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan vì giận dữ trước các cuộc biểu tình hồi tháng 1, trong đó có vụ đốt kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Hai vòng đàm phán ba bên trước đây tập trung vào danh sách yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có việc Thụy Điển phải trục xuất hàng chục người Kurd, nhóm mà Ankara xem là khủng bố. Tổng thư ký Stoltenberg
Stoltenberg từ chối suy đoán về kết quả vòng đàm phán mới tuần này. Thổ Nhĩ Kỳ đã để ngỏ khả năng chấp nhận Phần Lan gia nhập liên minh mà không bao gồm Thụy Điển. Các quan chức NATO ban đầu bác bỏ việc tách rời nỗ lực của hai nước, nhưng ngày càng chấp nhận khả năng Helsinki có thể gia nhập trước. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary hiện là hai thành viên NATO còn lại chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập của hai nước Bắc Âu. Ông Stoltenberg cũng hy vọng Quốc hội Hungary sẽ hoàn tất quá trình phê duyệt trong thời gian ngắn. Sau khi xung đột Ukraine nổ ra cuối tháng 2 năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã quyết định từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng thập kỷ và nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5. Tin từ Litva muốn Đức đóng quân trên lãnh thổ. Hãng thông tấn AP cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Litva nói ông muốn một lữ đoàn quân đội Đức thường trực trên lãnh thổ nước này để đảm bảo an ninh cho Vilnius. Mục tiêu của Litva là có sự hiện diện thường trực của một lữ đoàn quân đội Đức trên lãnh thổ, bởi lằn ranh phòng thủ của NATO bắt đầu tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Aridas Anušauskas nói hôm nay. Theo ông Anušauskas, Litva cần các đồng minh hiện diện nhiều hơn trong khu vực để răn đe và phòng vệ một cách đáng tin cậy. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc triển khai một lữ đoàn quân đội Đức thường trực ở Litva sẽ do NATO quyết định. Vấn đề sẽ được bàn tại hội nghị thượng đỉnh NATO thủ đô Vilnius, Litva vào tháng 7. Ông nói, và chúng tôi sẽ thảo luận xem điều gì có ý nghĩa hơn về mặt quân sự, triển khai một lữ đoàn thường trực tại Litva hay giữ nguyên tính linh động của liên minh. Kể từ năm 2017, Đức đã dẫn đầu một tiểu đoàn quốc tế gồm khoảng 1.500 binh sĩ ở Litva, nằm trong nỗ lực của NATO nhằm răn đe Nga tại vùng Baltic, được cho là một trong những điểm yếu nhất ở bờ đông liên minh. Berlin cũng có một lữ đoàn khoảng 3.000 đến 5.000 quân trong trạng thái sẵn sàng ở Đức, có thể triển khai đến Litva trong vòng 10 ngày nếu cần. Các quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva tăng cường kêu gọi NATO triển khai lực lượng thường trực trên lãnh thổ kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, ý định này vấp phải các lo ngại như chi phí tốn kém và làm giảm tính linh động của binh sĩ NATO ở dọc bờ đông. Saudi Arabia tăng giá bán dầu cho châu Âu và châu Á. Thông tấn xã AFP đưa tin tập đoàn năng lượng Aramco của Saudi Arabia tuyên bố sẽ tăng giá mỏ bán cho thị trường châu Á và châu Âu trong tháng 4 do nhận thấy nhu cầu đang tăng lên. Theo đó, trong ngày 5 tháng 3, Aramco tiết lộ rằng giá dầu thô Arab Light sẽ tăng 2,5 Mỹ kim một thùng so với mức chuẩn khu vực, cao hơn 50 xu so với mức của tháng 3. Giá bán chính thức của Arab Heavy, loại dầu thô chua trung bình chứa nhiều lưu huỳnh hơn Arab Light, sẽ tăng 2,5 Mỹ kim một thùng từ tháng 3. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mà công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới này tăng giá tại thị trường lớn nhất là châu Á. Aramco bán khoảng 60% nguồn cung dầu thô cho các khách hàng châu Á, hầu hết theo hợp đồng dài hạn, giá cả được xem xét hàng tháng. Nhà sản xuất của Saudi Arabia cũng thông báo giá bán cho thị trường Tây Bắc Âu và Địa Trung Hải sẽ tăng tới 1,3 Mỹ kim một thùng, trong khi giá bán tại Mỹ không thay đổi. Trung Quốc đã tăng cường mua dầu thô khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này nhanh chóng phục hồi sau khi dỡ bỏ kiểm soát COVID-19. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tình hình phục hồi sức tiêu thụ của Trung Quốc sẽ là động lực chính thúc đẩy nhu cầu dầu toàn cầu tăng lên trong năm nay, dự kiến tăng lên 101,9 triệu thùng mỗi ngày. Trong khi đó, nhóm OPEC gồm các nước xuất khẩu dầu lớn dẫn đầu là Saudi Arabia và Nga gần đây đã gợi ý rằng họ sẽ không tăng sản lượng cho đến ít nhất là vào năm tới. Mới đây, Nga thông báo sẽ cắt giảm sản lượng dầu 500.000 một thùng một ngày bắt đầu từ tháng 3 để đáp trả các lệnh trừng phạt các phương Tây và giá trần đối với dầu thô của nước này.